dự án Thư viện 2030 là chương trình từ thiện thường niên do câu lạc bộ doanh nhân 2030 tổ chức, với hoạt động chính là xây dựng và trao tặng thư viện cho những ngôi trường có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu vùng xa. Tiếp nối những thành công đã đạt được trong năm nay, câu lạc bộ 2030 tiếp tục kêu gọi các doanh nhân, nhà hảo tâm ủng hộ cho dự án này với mức kinh phí gần 400 triệu đồng. Năm nay, chương trình Caravan Thư viện 2030 sẽ xây dựng cho các em học sinh của trường tiểu học Võ Văn Kiệt, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Một thư viện hoàn chỉnh với các trang thiết bị học tập như bàn ghế, thiết bị nghe nhìn, sách tham khảo, dụng cụ học tập và đặc biệt là 11 bộ máy vi tính được kết nối Internet. Bên cạnh đó, dự án còn trao tặng thêm máy tính, bàn ghế cho các em học sinh thuộc trường tiểu học Hồ Thị Kỷ, huyện Đông Hải và trường tiểu học Phong Thạnh, huyện Gia Rai. Dự kiến kinh phí cho toàn bộ chương trình vào khoảng 400 triệu đồng. Chúng tôi muốn đem đến cho tất cả các em, trẻ em học sinh vùng sâu vùng xa, tiếp cận với những tri thức mới, được tiếp cận với lại những điều mà các em không thể nào có thể với đến trong cái điều kiện khó khăn hiện nay, chẳng hạn như là máy vi tính, trang thiết bị học tập. Ban tổ chức Caravan Thư viện 2030 chúng tôi rất mong muốn tất cả các anh em doanh nhân, tất cả các đồng nghiệp, tất cả các nhà thiện nguyện gần xa mong muốn đóng góp cho chương trình để cho chúng tôi có thêm rất nhiều điều kiện để chúng tôi đem đến cho các em vùng sâu vùng xa những điều kiện tốt nhất. Được khởi động từ năm 2010, đến nay, dự án Thư viện 2030 đã xây dựng và trao tặng thư viện cho các trường tại các tỉnh như là An Giang, Bình Phước, Bình Thuận, Tiền Giang, v.v. Với những hoạt động ý nghĩa của mình, câu lạc bộ 2030 và dự án Thư viện 2030 mong muốn sẽ góp sức để chấp thêm đôi cánh giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiến xa hơn trên con đường học vấn của mình.